Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Mẫn Gamer anh em ơi. Ok, thì lâu quá rồi mới quay lại với cái game là Best Seller Indonesia anh em. Đó, và nhân kỷ niệm hôm nay là ngày lễ 2 tháng 9 ấy, ngày Quốc khánh kỷ niệm 76 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ấy, thì mình sẽ tặng cho anh em cái skin chào mừng ngày 2 tháng 9 ha. Đây là cái skin chào mừng ngày lễ 2 tháng 9 ngày Quốc khánh này nha. Đó, mình quay cho anh em coi ha. Đây là cái tổng thể của cái skin này, áp dụng cho cái con xe Thaco nha. Đó, link xe thì mình có để ở phía dưới rồi đó. Anh em nào chưa có thì tải về. Đó, anh em nào chưa biết mod skin, mod xe thì cũng có đường link ở dưới phần mô tả, vô coi ha. Còn video này thì vẫn sẽ chủ yếu là trải nghiệm cái skin. Đó, cũng như là cho anh em coi tổng thể thôi, chứ không có hướng dẫn lại cách là mod skin, mod xe như thế nào. Anh em nào mà chưa biết thì ở dưới phần mô tả có. Đấy, giờ chúng ta vô chúng ta coi thôi, nhanh gọn lẹ ha. Đây thì cái skin này thì vẫn dùng lá cờ Việt Nam nè, có một cái ngày, có một cái dòng chữ rất là to là chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam ngày 2 tháng 9 nha. Đó, đây anh em, đây là có những cái người dân lao động, đại diện cho những người dân lao động nè anh em. Đó, ở đây là ngày Quốc khánh ha, đây là hai cái lá cờ cũng như lá cờ của đảng. Đó, và cái biển số là cái biển số 26G1 20921 ha. 209 là ngày 2 tháng 9, 21 là ngày năm 2021. Đó, để kỷ niệm ngày 2 tháng 9 năm 2021 vậy thôi. À, ở đây anh em nha, ở đây cái biển số đây là biển số Việt Nam nè, mà có thêm cái hình chữ S rồi đó. Đây, biển số vàng luôn. Ok. Đó. Nhìn tổng thể skin ha, chào mừng 2 tháng 9. Ok vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ chạy con xe này đi đón khách ha. Đó, thì 26 thì nếu mà anh em nào ở Sơn La thì sẽ biết nó là biển số của Sơn La và ở thành phố Mộc Châu anh em. Đó, thì chuyến xe này thì mình sẽ đi đón khách chạy về Hà Nội, viếng thăm Lăng Bác nha. Bây giờ chúng ta lên đường anh em nha. Ok, mở cái máy lên cho đã. Đó, anh em có thể mở cái đèn lên nè. Đó, mở đèn lên, chạy vào buổi tối nhìn rất đẹp nha. Đó. Ừ. Đây nếu mà anh em bấm vô đây, nó mở cửa ra thì ở đây nó có cái dòng chữ là chào mừng ngày 2 tháng 9 nè anh em. Đó ha. Còn chúng ta đóng cửa lại thì ở đây nó cũng có chữ chào mừng ngày 2 tháng 9. Đó. Đây giờ chúng ta đón khách thôi, khách đang chờ rồi, bây giờ chúng ta lên đón khách thôi anh em ơi. Đấy. À, lâu quá rồi không không có làm skin. Đó. Thì hôm nay quay trở lại tặng cho anh em cái skin ngày 2 tháng 9 nha. Ok, khách đang lên anh em. Đó, khách đang lên xe và chúng ta chở khách về Hà Nội để viếng thăm Lăng Bác nha. Đó. Ok. Xe mình dài quá em ơi, cho nên quanh khúc này nó hơi hơi một tí xíu, hơi ấy tí xíu nha. Cái skin này á, thì nó là màu đỏ anh em nha, nó là màu đỏ ấy, thì mình lấy lá cờ Việt Nam, cái màu lá cờ Việt Nam để làm. Nhưng mà chả biết sao mà khi mà quay vào clip á, thì nó lại ra cái màu cam, cho nên anh em ơi, anh em đừng có hiểu lầm là cái skin màu cam nha. Thật ra là cái skin này nó màu đỏ anh em ơi. Đó, nó màu đỏ. Nhưng mà khi quay clip thì lại nó ra màu cam thì mình cũng chả hiểu tại sao. Ok, lo nói chuyện nãy giờ quên đón khách nè. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại và đón khách anh em nha. Đó, chúng ta đón khách thôi. Đó. Lên xe đi về Hà Nội đó bà con ơi. Lần nào chạy xe đón khách thì cũng mưa, mà hôm nay ngày 2 tháng 9 cũng mưa nữa. Chả biết sao.
Chỗ này cua gắt dữ ta. Ok hết mưa này anh em ơi. Đó, mưa nó chạy nó mới nhanh được chứ mưa chạy chậm khó chạy. Đó, mới nhắc lại đây là skin màu đỏ nha, nhưng mà anh em xem clip nó sẽ ra màu cam. Nhưng mà không, anh em nhớ là cái này á nó chỉ là màu đỏ chứ không phải là màu cam. Không biết là tại sao nó lại ra màu cam thì mình cũng chả biết. Đó. Chắc là do nó tương phản anh em cho nên là nó sẽ ra màu cam đó, nhưng mà thật sự là khi tải về ép lên xe thì nó là màu đỏ anh em ơi. Ok mình đón khách nè, đây góc nhìn thứ nhất đây anh em, góc nhìn cho chúng ta cái góc nhìn toàn diện của chiếc xe nhất. Ok anh em ơi, chúng ta chở khách đi ra Hà Nội thăm Lăng Bác thôi đó. Khách lên thì anh em nhớ đóng cửa lại nha, đóng cửa xe lại các kiểu vân vân. Mấy ngày nay bị lỗi quá anh em ơi, cho nên là bị vắng mặt trong vòng 1-2 tuần. Ấy, hôm nay thì giải quyết xong mọi chuyện thì vẫn quay trở lại. À, đúng ngày cái ngày lễ đặc biệt luôn, ngày 2 tháng 9 luôn, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam luôn, sẵn đó làm skin để tặng cho anh em luôn. Đấy. Và một điều nho nhỏ thôi là anh em phải xem hết video để lấy mật khẩu giải nén nha. Đấy. Bởi vì làm skin nó cũng rất là mất thời gian, cho nên anh em chịu khó xem video thì chúng ta sẽ lấy được mật khẩu. Mật khẩu thì chỉ nằm trong video thôi anh em, nó không nằm đâu xa xôi hết. Anh em xem đừng có tua thì sẽ thấy, bạn nào tua thì không thấy thì cái đó hỏi Mẫn thì Mẫn không nói đâu nha. Bởi vì mật khẩu đi nằm bất kỳ một đoạn nào trong video, cho nên nhiều khi anh em hỏi Mẫn cũng chả nhớ để mà chỉ đâu. Ấy cho nên chúng ta chịu khó xem video là có tất cả anh em nha. Mẫn bỏ thời gian làm skin thì mong anh em là bỏ chút thời gian ra xem video để ủng hộ Mẫn chứ. Nhiều anh em chỉ vào tải cái đường link thôi thì tội Mẫn làm video mà không có coi. Đó. Skin rất đẹp anh em nha. Đó, nên chúng ta chịu khó xem video là chúng ta có cái skin mà chơi rồi, không có cần anh em phải làm gì nhiều, chỉ cần xem video, xem hết video để lấy mật khẩu. Anh em chỉ nhớ câu thần chú là xem hết video lấy mật khẩu. Đó. Ok thì chắc là vẫn sẽ dừng ở đây thôi đấy, sẽ không sẽ dừng cái chuyến hành trình ở đây. Làm nhiều quá, làm dài quá anh em cũng than, video dài. Ok thì chắc vẫn sẽ dừng ở chỗ này đấy, còn việc còn lại là để cho anh em, anh em ấy ra anh em tải skin về trải nghiệm nha. Chuẩn chuẩn bị quẹo mà còn bị tai nạn anh em ơi, bị quá vẹt nữa. Lâu quá không lái xe nó bị tay lái nó bị cứng cỏi. Ok tạm thời mình sẽ dừng ở chỗ này đi. Đấy. Ok anh em nha. Đó. Bây giờ mình xuống xe mình làm một tấm ảnh rồi mình nghỉ anh em nha. Đây, anh em có thể bấm vô đây để xuống xe ha. Đầu tiên là chúng ta bấm vô cái này. Bấm vô cái này cho bạn. Bấm vô cái này, tắt máy đi, bấm vô cái này. Sau đó anh em bấm vô cái con người này. Đó là chúng ta có thể xuống xe đây anh em, đây mình xuống xe ha. Đó mình quay lại mình coi skin của mình nè. Đó bây giờ mình sẽ chụp một tấm ảnh nha. Ok máy ảnh đâu rồi, đây rồi đó mình coi coi đây.
Đó, chúng ta selfie với cái chiếc xe chúng ta đây anh em. Đó, chào mừng ngày 2 tháng 9 anh em ơi. Ok chúng ta tính toàn ok đó, cách chụp ảnh luôn rất là dễ luôn cho anh em nào chúng ta chưa có biết nha. Đó, đây skin ngày một khánh 2 tháng 9 ha. Ok, vậy là cái chuyến hành trình của mình ở đây kết thúc. Làm rất ngắn thôi, nhanh gọn lẹ để cho những anh em nào mà chúng ta sợ video dài chúng ta sẽ không có bị mất thời gian. Và đây là skin 2 tháng 9. Mong hy vọng là anh em sẽ xem hết video để lấy cái mật khẩu để giải nén nha. Thì vẫn làm skin rất là cực khổ, cho nên là mong anh em bỏ chút thời gian chúng ta xem video để chúng ta lấy mật khẩu về chúng ta giải nén. Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày tháng 9, chúc anh em một ngày lễ thật là vui vẻ và an toàn bên gia đình nha. Anh em nào mà thấy video hay thì cho mình xin một like. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh mình nha. Anh em nào muốn làm skin gì thì comment ở phía bên dưới ha. Đây là một cái video ngắn gọn về cái review skin 2 tháng 9 thôi, không có cái video về cách hướng dẫn về mod xe, mod skin. Thì nếu anh em nào mà chưa biết mod xe, mod skin thì ở dưới phần mô tả đều có video hết, anh em xem rồi anh em tải thôi. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Bye bye. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Bye bye.